Rồi xin chào quý khách, hôm nay công ty toàn cầu sẽ review giới thiệu về cái máy đo lực chống nén của hãng Imada, model của nó đây. ZTS gạch 2500 Newton ha. Đó, đây là cái hộp của nó. À, chúng ta mở hộp ra thì chúng ta thấy đi kèm theo máy thì có những cái giấy tờ kèm theo như là giấy như là cái hướng dẫn sử dụng ha. Rồi, cái tờ giấy ấy, rồi giấy bảo hành, giấy xuất xưởng inspection certificate ha, để mềm. Đó, để mềm của nó đây. Đó, rồi cái catalog kèm theo. Đây ha, cái để mềm phần mềm của nó đây. Ford Register Ford Logger ha, version 2.12. Đó. Đây là cái máy chính ha. Chúng ta thấy người ta thì có cái cáp sạc kèm theo ha, đó. Đó. Đây. Cáp sạc kèm theo ha. Đó, cái này nó là 100 đến 240 V. Đó. Ở đây là máy chính ha. Máy chính là những cái phụ kiện kèm theo đây. Chúng ta thấy hai cái tay cầm này ha, để chúng ta gắn hai cái bên này, hai bên cái lỗ này để chúng ta cầm, chúng ta kéo được cho nó chắc chắn ha. Đó. Ngoài ra thì còn có những cái phụ kiện kèm theo rất là đẹp đây ha, bằng thép thép đúc nha, mạ rất là sáng. Đó. Đây. Đây những phụ kiện kèm theo ha. Đó. Đây là cái đầu kéo của nó ha, rất là cái móc câu. Móc câu nó rất là lớn ha. Đó. Đây là cái cây ha. Cây này cũng rất là lớn luôn, có ren dặn đây ha, các bạn thấy. Ngoài ra thì còn có những cái đây. Những cái phụ kiện khác nữa đây ha. Đó. Đó, và đây là về máy chính ha. Đây, máy này nó tới 2500 Newton ha. Đó. Đây, ZTS 2500 Newton. Y tức là phiên bản quốc tế ha. Đây. Đây, nó có những cái này chúng ta là khi ấy chúng ta sẽ kéo những cái này ra rồi chúng ta gắn hai cái cây đó vô thôi ha. Đó, đây. Đó. Rồi. Đây là nút on off ha, đây. Ta bấm là giữ ha, rồi mình mở máy lên cho các bạn xem. À, cái đầu này để chúng ta gắn những cái phụ kiện này nha, phụ kiện đi theo. À, còn hai cái cây này chúng ta gắn hai bên đây, đó. À, chúng ta thấy ha, đây, đây, đó. Đây, chúng ta vô menu, đó. À, đó. Đây, có chế độ pick ha. Đây, đó. Chúng ta thấy. Đây, mặt sau của nó đây ha. Pin này sử dụng pin sạc nha. Đây. Ngoài ra thì có những cái cổng như là cổng USB đây. Cổng USB kết nối với máy tính và cổng RS232. Đó. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Imada ha. Các bạn có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline đặt hoặc đặt hàng từ địa chỉ website ha. Xin trân trọng kính chào.